Đây là cái công viên Green Center. Hôm nay cả nhà mình đi ngắm tuyết rơi ở Nhật và quay cái cảnh tuyết rơi trên cái vườn hoa anh đào, trên cái đường hoa anh đào ở đây. Và hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách mình quay slow motion đó. Thì nó sẽ hình ảnh nó sẽ đẹp và nó sẽ rất là ảo. Nên là ngày hôm nay tuyết nó rơi ở cái vùng Kawaguchi, hôm nay cũng như mình ở vùng Kanto á. Hôm nay ở Nhật thì vùng Kanto ngày 29 tháng 3 2020 thì tuyết nó rơi, ngày hôm nay nó rơi ở đây rất là nhiều. Mình đầu tiên mà mình thấy ở Nhật mà nó rơi vào đúng vào cái mùa hoa anh đào ngay cái chỗ mình ở đây thì mình mười mấy năm rồi, nên là rất là cái cảnh này tuyết nó rơi rất là lạ, nhưng mà mình rất là đẹp khi mình ghi lại những cái hình ảnh này từ những cái máy như là cái máy Sony 6500 và cái cách cái quay slow motion. Và đây là cái xe của mình. Tuyết đang rơi. Anh chàng đeo bao tay vô đi cho ấm con. Không biết cần đâu. Ủa? Đường hoa ở ngay chỗ này đẹp lắm à. Chỗ này vắng tanh luôn. Phân cường có thích đi không? Ô, phân cường có cái dép đó là không sợ ướt luôn. Chị hai không có à? Ủa không có sao? Đầy lá nó mọc ra luôn rồi nè. Dạ. Này này lá nè. Mít cực chạy hơn nó chạy đấy đây đi thôi, các bạn quay mít nào, bạn quay mít cực nào. Mít cực này đầy đủ đồ chơi luôn à. Ôi ôi giúp cái đi, giúp cái đi.
là mình đang quay cái cảnh tuyết rơi ở trên cái vườn sakura ở đây gần chỗ công viên Kawaguchi Green Center. Đây là trên trên đầu các bạn đây này. Trên đầu các bạn nó là tuyết còn thôi, những cái cây hoa anh đào đây tuyết nó rơi. Và mình đang quay bằng cái độ full 120p trên cái máy Sony 6500. Và cái đây là mình tuyết nó rơi nhiều quá nên là mọi người thường là coi cái quay cái cảnh mà slow motion á thì nó rất là đẹp. Như giờ mình thấy quay đang là như đây là mình đang thấy nó tuyết nó rơi rất là nhiều, nhanh như vậy đó. Nhưng mà mình muốn quay chậm lại, quay cái cảnh quay chậm lại thì các bạn phải để cái chế độ slow motion. Là cái tùy cái máy, như cái máy của mình thì là nó có là 120. Còn nhiều cái iPhone cũng vậy, iPhone nó có cái 240 luôn, 40 frame 10 luôn, tức là 240 khung hình trên giây đó. Thì càng số lượng càng nhiều khung hình trên giây thì cái chế độ làm chậm á, làm siêu chậm á thì nó sẽ mịn hơn và nó lướt hơn. Nên đây là mình có 120 thôi nên là mình sẽ giảm được 0.25. Nếu mà các bạn để cái video là ép để cái chế độ video là full HD mà 30 á thì mình cái này mình quay 120 thì mình sẽ giảm được tốc độ chậm nó là 1/4, tức là 0.25 tốc độ, nên thì tốc độ nó sẽ rất là chậm và nó mệt, nó giống như nó liên tục á, chứ nó không có sực, nó không có cường lại như là mình để chế độ quay mà 30 rồi mình cho nó chậm lại á thì hình ảnh nó rất là không đẹp, nó hình ảnh nó không có mượt. Như đây là mình đang quay cái cảnh là tuyết rơi mà nó trên cái đường hoa anh đào ở Nhật. Lần đầu tiên thì mình ở Nhật thì cả mười mấy năm rồi mà cái tuyết nó rơi vào cái ngày hoa anh đào đông nhiều như vậy thì nhiều rơi nhiều như ngày hôm nay thì rất là hiếm. Nhiều mắt mít nha.